Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành liên quan. Văn hóa Việt Nam là kết tinh thành quả hàng nghìn năm vang hiến, lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường, dương nước và giữ nước. Là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn hóa thế giới để không ngừng hoàn thiện mình và phát triển. Với sự đặc biệt quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương, các ngành công nghiệp văn hóa dần trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước. Cụ thể, đóng góp của công nghiệp văn hóa năm 2021 đạt 3,92% GDP, năm 2022 tăng lên 4,04% GDP. Tuy nhiên, so với một số ngành khác thì các ngành công nghiệp văn hóa nước ta vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là hội nghị đầu tiên và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bàn về các giải pháp phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Thủ tướng đề nghị các đại biểu trên tinh thần thẳng thắn trách nhiệm, tập trung đánh giá, phân tích kỹ lưỡng những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa thời gian qua. Nhất là làm rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và nhận diện thời cơ, thách thức của công nghiệp văn hóa Việt Nam trong thời gian tới, đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi, đột phá. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tính toán nhanh gói tín dụng ưu đãi trước mắt khoảng 20-30.000 tỷ đồng cho ngành công nghiệp văn hóa. Trên tinh thần gợi mở của Thủ tướng Chính phủ, đại diện các ban, bộ ngành, các đơn vị doanh nghiệp đã tham gia ý kiến đề xuất những nội dung liên quan đến giải pháp, lộ trình tháo gỡ những bất cập hiện nay, nhất là về cơ chế chính sách, triển khai đồng bộ các giải pháp về quy hoạch, thị trường, khoa học công nghệ, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, ngân hàng, thu hút nguồn lực hợp tác công tư. Vấn đề nhận diện, xác định những sản phẩm, dịch vụ nào cần tập trung đầu tư để tạo hiệu quả và sức lan tỏa cao. Phát triển thương hiệu quốc gia trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp văn hóa cả về số lượng và chất lượng. Các đại biểu cùng đóng góp ý kiến về đề xuất ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành quy định phù hợp sau hội nghị.